Chiều ngày 27 tháng 12, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, nhờ lực lượng Công an xã Nghĩa Phúc mà bà LTH, trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, đã không mất số tiền 571 triệu đồng vào các đối tượng lừa đảo qua điện thoại. Theo đó, vào sáng 26 tháng 12, bà LTH nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0795320, xưng là cơ quan công an, thông báo bà biết có lệnh bắt của cơ quan điều tra thành phố Hà Nội vì liên quan đến tội phạm rửa tiền. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền từ 3 sổ tiết kiệm có trị giá 571 triệu đồng qua ngân hàng để phục vụ mục đích phong tỏa tài khoản. Nghĩ mình là người phạm tội, bà Hát đã đi đến ngân hàng chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng. Trong quá trình mang 3 sổ tiết kiệm ra ngân hàng để rút tiền, bà Hát chợt nhớ lực lượng công an xã Nghĩa Phúc tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Do đó, bà Hát đến trụ sở công an xã Nghĩa Phúc để trình báo. Tại đây, cán bộ công an xã đã dùng máy điện thoại của bà Hát tiếp tục cuộc trò chuyện với các đối tượng. Xác định đây là nhóm người đang thực hiện hành vi lừa đảo nên ngăn chặn được việc bà Hát chuyển tiền. Bà Hát cho biết đây là số tiền các con đi làm ăn xa gửi về để bà gửi tiết kiệm dưỡng già. Trong thời gian vừa qua, Công an Nghệ An ở nhiều nơi đã phát tờ rơi cảnh báo về các thủ đoạn, chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại. Người dân không chuyển tiền cho bất kỳ ai qua mạng Internet, tài khoản ngân hàng khi chưa rõ lai lịch người thụ hưởng.